Dạ thưa sư, cho con hỏi, trong kinh có nói đến câu này không ạ? Đó là đệ tử Như Lai dù có phóng dật cũng hơn ngoại đạo tinh tấn. Dạ câu này căng ạ. Dạ, nếu trong kinh có nhắc câu này thì sư hoan hỷ giảng giải cho chúng con. À, nó căng ở chỗ là sư không nhớ là có câu đó hay là không. À. Nhưng mà nó như vậy nè. Ở trong trường bộ á, kinh Thanh Tịnh, sư mở cho quý vị coi. Ừ. Trong bài kinh này á, là nhắc đến cái trường hợp là đệ tử ngoại đạo mà thực hành một cách tinh tấn á. À. Ừ. Thì ở đây có nói nè, là khi mà có vị đạo sư không phải là chánh đẳng giác, có pháp và luật đã được trình bày tuyên bố một cách vụng về, không có hiệu năng hướng dẫn, không hướng đến an tịnh, không do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết. Ừ. Rồi, à cái này trường hợp này là không có à. Thì á, cái người đệ tử thì không thèm thực hành theo cái giáo pháp của vị này. À, thì người đệ tử này là cần được khen, à, là này hiền giả thật là lợi ích cho ngươi, thật là khéo cho ngươi. Tại vì đạo sư của ngươi không phải là vị chánh đẳng giác. À, cho nên là cái chuyện mà mình có ông thầy tầm bậy tầm bạ mà mình không theo ổng thì đây là một điều hạnh phúc. Ha. Ừ. Rồi. Này chúng đã như vậy ở đây vì đạo sư đáng quở trách, ở đây pháp đáng quở trách nhưng đệ tử đáng tán thán. Đó. Là tại vì đệ tử không có thực hành theo. Rồi. Ở đây vì đạo sư không phải là vị chánh đẳng giác và pháp được trình bày tuyên bố một cách vụng về, không có hiệu năng hướng dẫn, không hướng đến an tịnh, không do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết. Rồi, và đệ tử trong giáo pháp này đã thành tựu pháp và tùy pháp sống theo chánh hạnh, sống đúng tùy pháp, thuận theo pháp. À, thì người này nên được nói như sau: này hiền giả, không lợi ích cho ngươi, không khéo léo chứng đắc cho ngươi, bởi vì vị đạo sư của ngươi không là vị chánh đẳng giác và pháp được tuyên bố một cách vụng về, vân vân. Có nghĩa là nếu như mà ông thầy á, là không phải chánh đẳng giác mà pháp được tuyên bố một cách vụng về, không hiệu năng hướng dẫn, không hướng đến an tịnh á, mà ông đệ tử ổng chuyên chú, ổng hành trì theo ha, ổng hành trì theo, thì thành thật chia buồn là cái chuyện mà mình nỗ lực tinh tấn, mình hành trì nó không đưa lại lợi ích gì hết. Ừ, cái này có. Rồi, cho nên á, là này chúng ta ở đây vì đạo sư đáng quở trách, ở đây pháp đáng quở trách, ở đây vị đệ tử cũng đáng quở trách nha. Rồi, tiếp theo nữa, ở đây vị đạo sư là vị chánh đẳng giác, pháp được khéo giảng và trình bày, có hiệu năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết. Rồi, vị đệ tử trong pháp này sống không thành tựu và tùy pháp, không theo chánh hạnh, sống không đúng theo pháp, không thuận theo pháp. Thì vị đệ tử này cần phải được nói: này hiền giả, thật không lợi ích cho ngươi, thật không khéo léo chứng đắc cho ngươi. Đó. Tại vì vị đạo sư của ngươi là vị chánh đẳng giác mà ngươi lại không chịu tu không gì hết. Cho nên ở đây vị đạo sư đáng được tán thán, ở đây pháp được tán thán, vị đệ tử đáng quở trách. Và trường hợp thứ tư thì đương nhiên là tức là cái vị thầy là vị chánh đẳng giác, người đệ tử thì sống tu tùy pháp, sống đúng theo pháp, thì cái vị này là vị đạo sư đáng được tán thán, pháp đáng được tán thán và đệ tử cũng đáng được tán thán. Cho nên học kinh thì làm ơn làm phước đừng có nhớ tầm bậy giùm sư. À, cái người mà ngoại đạo mà dạy tuyên bố một cách phi pháp, những cái lời dạy mà nó không đưa đến sự lợi ích á, thì người đệ tử không thực hành theo lời dạy đó thì đáng được tán thán. Còn mà thực hành theo thì đáng bị chê trách,
không đáng được tán thán. Còn người đệ tử theo là theo đệ tử của Đức Thế Tôn á, mà không thực hành theo, tức là lười biếng giải đãi, thì đáng bị chê trách, mà thực hành theo thì đáng được tán thán. Cho nên là quý vị hiểu thì hiểu cho đúng giùm sư ha. Không biết là Đại Đức Tuệ Tường có sưu tầm được cái bài kinh nào mà có về cái vấn đề này không? Thưa quý vị, đây là một cái câu hỏi đối với sư rất là thú vị. Thật sự cái câu này nè, nó thật lòng là hồi mới tu á, sư cũng có nghe, nghe rất là nhiều người nói. Thì sư trả lời nha, sư nói rất là chậm rãi cho quý vị nha. Thì đến thời điểm này, thời điểm hiện tại nè, thời điểm hiện tại ông sư Tường đang ngồi đây, đang tu á, đang ngồi ở đây. Thì với cái khả năng của sư, khả năng của sư thôi. Thì nguyên văn câu này nha, nguyên văn câu này nếu mà nói là đây là Phật ngôn á, thì sư chưa đọc qua, đó là khả năng của thư sư thôi, sư chưa đọc qua, chưa đọc qua cái một câu Phật ngôn mà có đầy đủ gọi là đệ tử Như Lai dục hôn vật cũng hơn ngoài đạo tinh tấn, thì khả năng là sư là chưa nha, đó, cho nên là sư cũng không có gọi là phản bác và cũng không gọi là đồng thuận, đúng không? Nhưng mà sư có một cái hướng mở ra là nếu câu này á, sư ví dụ nha, nếu câu này á mà nói là nói chơi á, mình nói chơi hay là nói kiểu mà giống như là gọi là chào phúng á, chào phúng nói để khích lệ sự tu tập á, nghĩa là mình nói nghe phàm phu mình nói thôi, thì cái câu này nói có thể chấp nhận được không? Thì sư có xem trong chú giải Pháp Cú thì có một câu tương tự như cái câu này nha, tương tự cái để thì có thể giải thích phần nào cái câu này thôi, đúng không? Nhưng mà nghe cái câu này thì sư không, đi bản thân sư nếu mà nói là sư có dám đem cái câu này thì sư đi giảng hay là sư đi thuyết giảng không, hay sư nói không, thì sư xin lỗi không. Bởi vì sao? Bởi vì câu này rất dễ gây hiểu lầm. Bởi vì sao? Vì nói là đệ tử Như Lai dù có phóng vật cũng không ngoài đạo tinh tấn, là giống như là đệ tử ở đây là sao, là mình là cận sư nam cận sư nữ, mình là vị sư sa di, mình là một vị sư tỳ kheo, thì mình đã là đệ tử rồi, nên bây giờ mình muốn làm gì mình làm, đúng không? Mình tư tàn thôi, mình cũng giác ngộ, thì cái câu này sư ứng dụng. Nhưng mà có một cái câu trong cái Pháp Cú, chính xác là câu Pháp Cú 178, thì trong chú giải Phú Khánh nó có một cái đoạn như vậy, là giải thích về cái quả vị tu đạo hoàng đó, là Sota Bách Tí Phá Lăng Quá Răng, nghĩa là dù cho đức vua có tối thượng thọ hưởng nhân sản như thế nào cũng không thể thoát khỏi địa ngục, còn bậc tu đà hoàng sát trừ được ba kiết sử thì đoạn tận được bốn cảnh khổ, dù có dễ vui mấy bậc tu đà hoàng cũng chẳng thọ sanh quá bảy kiếp, vì thế quả tu đà hoàng cao tột hơn tất cả mọi thế gian này. Đó, như vậy điều đúng là bậc tu đà hoàng thì chưa có diệt trừ được tâm phóng dật, thì đó là đúng. Một lần nữa để nói cái vấn đề câu này á, thì sư không có cổ suý hay là cho câu này nha, câu này vẫn nằm ở cái mức mà gọi là sư không phản bác và cũng không có đồng thuận. Mình nói giống như nó nói và cứ thuyết giảng thì sư cũng dám thuyết giảng, nhưng mà nói là cái kiểu mà dễ vui vui thì nên nói theo cái chú giải Pháp Cú này hay hơn. Một lần nữa sư muốn đọc lại cái đoạn đó cho quý vị nghe, là dù có dễ vui mấy bậc tu đạo hoàng thánh dự lưu á cũng chẳng thọ sanh có bảy kiếp, đó là dễ vui bậc thánh này vậy. Em cũng xin kết thúc câu trả lời này. Xin tri ân Đại Đức Tuệ Tường bổ sung một cái ý quan trọng, là cái dễ vui thì chỉ có thánh thì mới có tư cách nói cái câu này thôi, chứ còn mà mình phàm là chịu thua nhé. Qua cái câu tiếp theo.